Không lẽ nào á em thua anh xíu 13 à, số nhỏ hơn. Trời ơi cái này dễ đoán lắm, nhỏ hơn chắc. Sao tự nhiên linh cảm tôi rung dữ vậy ta? tự nhiên dáng nó vừa coi tôi rung liền luôn á trời. Anh cũng rung luôn anh. Tự nhiên vừa coi tôi rung liền luôn á. Có khi nào lớn hơn không? Nhỏ hơn chắc. Nếu lớn hơn 15 thì luật sẽ bị phạt. 15. Nếu nhỏ hơn thì Ngân bị phạt. 15. Nếu bằng nhau thì cả hai bị phạt. Mà xác suất bằng nhau rất là khó. Ôi bằng nhau 15. Hả? 15. 15. 15 nào. Trong cuộc đời này có gì mà không xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy? Trời ơi. Chị 13. Chị 13, chị ám tôi lên tới trên này. Hai lần 13 để tôi nhớ tới em hả 13?